Người phụ nữ Anh bị kẻ lạ đột nhập vào nhà rồi cưỡng hiếp. Cảnh sát Anh đang truy lùng gã đàn ông lạ mặt đột nhập vào nhà người phụ nữ ở Warrington, hạt Cheshire rồi cưỡng hiếp. 5 giờ 30 phút ngày 2 tháng 10, cảnh sát nhận được cuộc gọi đến ngôi nhà trên đường Orford Lane. Tại đây, họ phát hiện người đàn ông đã đột nhập vào nhà, sau đó tấn công tình dục người phụ nữ đang ngủ. Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ thanh niên 26 tuổi, nhưng người này đã được thả. Hiện cảnh sát Cheshire giáo giết truy lùng thủ phạm. Nhà chức trách kêu gọi người dân trong khu vực nâng cao cảnh giác đến khi kẻ phạm tội bị bắt. Các chủ nhà được yêu cầu khóa mọi cửa sổ và cửa ra vào trong thời gian chờ đợi, theo Metro. Đội ngũ cảnh sát điều tra giàu kinh nghiệm đang làm những gì có thể để đưa người chịu trách nhiệm ra trước công lý. Nạn nhân đang được cảnh sát hỗ trợ, cảnh sát Mike Evans nói. Nếu bạn chứng kiến bất cứ hoạt động đáng ngờ nào, dù nhỏ đến đâu, vui lòng thông báo cho chúng tôi. Cảnh sát tiếp tục thu thập bằng chứng của người dân đi trên đường Orford Lane vào thời điểm xảy ra vụ việc. Bất cứ ai lái xe có camera hành trình có thể liên hệ với cảnh sát Cheshire hoặc gọi 101.